xin tự giới thiệu, mình tên là Giàng Duy Khánh. Còn mình là Nguyễn Khánh Ngân. Chúng mình đang học lớp 1A1, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Cốc Ly số 1, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Hôm nay chúng mình rất vui khi được gặp các bạn trong buổi giới thiệu sách trực tuyến với chủ đề sách và khát vọng cống hiến. Chúng mình muốn chia sẻ niềm đam mê đọc sách và văn hóa đọc sách tới tất cả các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Các bạn thân mến, có một câu nói rất nổi tiếng của Gustave Bon: một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta một điều hay. Thật vậy, sách là một người bạn vô cùng thân thiết đối với con người. Sách mang lại cho con người vô vàn kiến thức mà con người chúng ta không thể biết hết trong cuộc sống thường ngày. Sách còn là ngọn đèn soi sáng bất diệt cho con đường tri thức của mỗi chúng ta. Nữa, đọc sách còn giúp chúng mình có khả năng đọc nhanh hơn nữa này. Và một điều nữa là giúp chúng mình tiếp nhận thêm những kiến thức khác mà thầy cô trên lớp không có đủ thời gian để chia sẻ với chúng mình nữa. Trong tất cả các cuốn sách chúng mình đã được đọc thì chúng mình thích nhất là cuốn sách Quả Tim Của Khỉ do tác giả Vũ Bội Tuyền sáng tác. Cuốn sách có hình chữ nhật, màu nền có màu da cam, kích thước 14,5 x 18,5 cm. Bên trong cuốn sách có 26 câu chuyện. Mỗi câu chuyện đều để lại một lời khuyên hết sức thú vị, nhưng chúng mình thích nhất là câu chuyện Đứa Trẻ Không Cúi Đầu Trước Số Phận của tác giả Vũ Bội Tuyền. Sau đây, chúng mình xin mời các bạn cùng nghe bạn Khánh Ngân kể lại câu chuyện này nhé. Câu chuyện đó kể về một cậu bé rất là thông minh và chăm chỉ học tập. Nhưng không may, cậu bé bị tai nạn. Lúc đầu, cậu bé chán nản, buông xuôi và không muốn tiếp tục sống nữa. Nhưng không biết cậu bé có vượt lên chính mình để chiến thắng số phận hay không. Sau đây, tớ sẽ kể lại câu chuyện Đứa Trẻ Không Cúi Đầu Trước Số Phận cho các bạn cùng nghe nhé. Có một cậu bé vừa thông minh vừa chăm chỉ lại có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, nên mong ước của cậu là sẽ trở thành một nhạc sĩ giỏi. Nhưng không may tai nạn ập xuống khiến cho cậu bé bị điếc suốt đời. Cậu buồn lắm, cậu than khóc, trách trời, trách đất. Cậu không muốn sống nữa. Có một ông lão đi qua nghe được tiếng cậu bé than khóc liền nói: tuy tai cháu không nghe được nhưng mắt cháu vẫn sáng mà, cháu có thể học vẽ được cơ mà. Thế là cậu bé lau khô dòng nước mắt, rồi cậu liền đi tìm một con đường sống mới. Rồi cậu lao vào học tập ngày đêm. Dần dần cậu thấy tai điếc cũng tốt vì tránh được sự ồn ào ở xung quanh, khiến cho cậu có thể chú tâm vào học tập hơn. Chẳng bao lâu cậu đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng tài ba. Một hôm, họa sĩ nổi tiếng đó gặp lại ông lão. Họa sĩ nắm chặt tay ông lão và cảm ơn. Ông lão nói: cháu không cần phải cảm ơn lão. Mọi kết quả hôm nay cháu đạt được là do chính bản thân của cháu đấy. Câu chuyện bạn Khánh Ngân vừa kể đã để lại cho chúng ta một lời khuyên: trong mọi hoàn cảnh, bản thân phải chiến thắng chính mình. Không ở đâu là đỉnh cao, cũng không ở đâu là vực thẳm. Đỉnh cao hay vực thẳm là do mình lựa chọn. Ngã ở đâu, hãy đứng dậy ở đó các bạn nhé. Các bạn ơi, hãy lựa chọn cho mình những cuốn sách hay và duy trì thói quen đọc sách hàng ngày nhé. Đó là con đường đúng đắn dẫn dắt chúng ta đến con đường cánh cửa tương lai đó. Chúng ta hãy nên trân trọng từng cuốn sách và cố gắng tiếp thu, vận dụng những kiến thức trong sách, chắc chắn bạn sẽ thành công. Cuối cùng, chúng mình xin trân trọng cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe lời giới thiệu sách trực tuyến của chúng mình. Chúng mình xin thân ái chào các bạn.